một buổi trưa luôn rồi, trời hơi âm u, gió mạnh, nhiệt độ ngoài trời đang là 32 độ C, trong xe cũng 32, tại mới mở máy lạnh đây. Có xét cái cầu cảng dễ thương quá, mà thấy cái cửa biển luôn mà nãy quên ra chơi. Đây là những cái bến tàu ở đây, chạy trên sông Melaka, chạy sâu vô trung tâm thành phố. Wow, có du thuyền lớn luôn kìa, National Dynasty. Một chiếc tàu rất là lớn. Giờ ra khỏi trung tâm, đông xe, kẹt xe quá. Có mặt trên nô, có cái trung tâm thương mại bên đây, một cái khu chợ truyền thống bên đây và con phố đi bộ bên đây. Xe này xin ra cho ra. Giờ là 1:30 trưa. Mình định hôm nay là mình ngủ ở một cái trên cái ngọn đồi giống kiểu Bảo Lộc á, nhìn ra có biển mây nữa, nhưng mà không biết có biển mây không. Trời mưa âm u về thì sáng chắc có. Để coi về sớm nổi không đó, nhưng mà từ đây đến đó khoảng 160 km nữa. Mình có nhờ bạn Suhu alo rồi, đặt chỗ và thông báo là hôm nay mình sẽ đến. Không biết mấy giờ thôi. Vậy trước đó mình phải ghé một cái chỗ thay nhớt nữa các bạn. Bữa đi 1000 cây, nay là 4350 thì coi như là đã đi được 3500 cây rồi. 7000 cây mới phải thay, nhưng mà đi nhiều thì với cái đợt thứ hai cũng nên thay sớm ha. Thay nhớt luôn. Kêu mình chạy vô. Ok là. Rồi, chạy vô nha. Đây. Đây. Chạy vô. Thẳng vô. Ô, cái chiếc này giống xe mình kìa. Ôi, chỗ ngay đầu tiên là làm luôn rồi. Cái này thì dễ, ai cũng làm được. Okay. Yes, okay. À, ở đây được rồi. Ok. Ngon lành. Mình còn một chai nhớt mang theo nè, để mà sau đây. Vị trí để đầu nhớt hết. Chai này của bên Suki cho. Đây. Ok nha, xuống thay nhớt. Nâng bánh lên nè các bạn. Đó. Nâng cái đầu lên để lòn tay vô thay nhớt cho dễ, khỏi lên cầu nâng. Đây có chiếc xe giống xe mình quá nè. Chỗ này tên là Shichaya, tiệm sửa xe hơi Shichaya của Vetron tài trợ ha. Anh thợ đang nâng cái đầu rồi lấy cái tấm nằm ở dưới nè để thay nhớt cho mình. Nhớt rồi các bạn ơi. Nhớt từ chảy ra nè. Này thay lần nữa mới cần thay cái lọc nhớt. Cái này mới lần đầu khỏi. Anh chàng đang độ mấy chiếc xe sơn cái khung màu hồng với màu xanh dương. Xưởng độ xe nè các bạn. Nói là nên thay lọc nhớt luôn các bạn. Nên mình leo lên nóc nè. Đây leo lên nóc thì cái thùng này là đựng phụ tùng để cho nó đỡ trống ở trong. Với lại có đây một ít phụ tùng Suki tặng. Cảm ơn Suki đem theo nè, thay lọc nhớt. Rồi xong cái là mình lấy cái này, cái mình siết nó lại. Xong rồi lấy cái này là khóa lại nè. Đó, cái thùng Pelican để không gian hồ chơm. Rồi leo xuống lại. Ảo như mình luôn nè. Livestream sửa xe luôn với chịu. Hello everyone. I'm from Vietnam. Để rảnh tay đổ nhớt vô. Tại vì đồ nhiều quá không có tự đứng lên được. Let me help. Let me pull this off. Yeah, let me pull this out. Okay. Hãy cho nó nguội nãy cái máy nó còn hơi nóng các bạn. Thank you.
mát luôn nè các bạn. Nước làm mát cũng gần hết rồi. À, ok. Đó, chai này với cái chai nhớt mình để ngoài sau cái bên ghế phụ á, cần lấy ra liền. Đó, lâu lâu phải thay nhớt, thay lọc nhớt, thay nước làm mát nha. Đó. Còn dầu thắng trên đây. Đó, ngay chỗ cái nắp trắng nè, mà chưa cần. Thank you sir, thank you very much for your support. Rồi xong rồi các bạn, thay nhớt. Thay nhớt làm mát. Nó bơm xe cho mình hết 240 ringgit là 200 ngàn. Mình cho luôn 10 ringgit là thêm 50 ngàn nữa. Rồi xong, áp suất bơm lên 2.9, 3.0 nè. Chạy cao tốc với ấy cho nó đỡ xíu. Cũng chưa tới giới hạn đâu. Chứ bởi bộ mềm đánh lái nặng với tốn xăng quá. Đi tiếp nha, ok. Mến chàng dễ thương ghê. Nhớt của mình đem theo. Nước làm mát của mình, công thay là 40 ringgit với bơm bánh xe này nọ. À, tốn thêm cái lọc nhớt nữa các bạn. 40 ringgit là 200 ngàn ha. Bên Malaysia nước giàu có, GP gấp mấy lần Việt Nam, công làm như 200 ngàn là rẻ chứ. Xong cho thêm 50 ngàn nữa là 250. Thiệt hại 50 ringgit, 250 ngàn. Rồi, bây giờ đi tiếp về cái chỗ cắm trại. Trên một vòng đồi 150 km, báo 2 tiếng rưỡi thì mình đi chắc là khoảng 3 tiếng rưỡi các bạn. 3 tiếng rưỡi, khoảng 6 giờ tới, 6 giờ rưỡi. Hành trình về phương Nam. Đây, rẽ trái là về Kuala Lumpur và quay lại Melaka đây. Còn đi bên phải là đi tiếp xuống phía Nam, về Johor Bahru, là thành phố giáp ranh với Singapore đó. Bên kia con sông là Singapore. Anh chàng kia không biết rẽ đâu, tới gần mới đánh qua phải nè. À, cao tốc rồi. Trở lại expressway. Đang thứ hai mà bà con đâu đi chơi đâu, mà chắc gần Tết hay gì nghỉ lễ, xe kẹt xe một đoạn dài luôn. Ráng lết một khúc thì tới đoạn gần cuối là mình tấp đi vô đường nhỏ để về cái Kluang, nó đỡ kẹt xe hơn các bạn. Chứ nhìn Google Maps nè, có một đoạn kẹt xe kinh hoàng luôn, sắp vô đoạn kẹt xe nè. Này chạy số sàn kẹt xe là mệt lắm á. Này chắc Malaysia phải nâng lên thêm 2 làn nữa quá Malaysia ơi. Kìa phía trước rồi kìa. Thấy kẹt xe rồi. Tấp vô từ từ. À, đuối nha, 124 cây nữa lận. Qua đoạn kẹt xe rồi. Bắt đầu tránh đường này để né cái đoạn kẹt xe phía trước. Cộng thêm 30 phút các bạn. Đã được 30 phút nhưng mà đường đi xa hơn một chút thôi. Còn 67 cây nữa là tới chỗ cắm trại. Đi về phía Kluang. Phải đến trạm thu phí phía trước à. Còn có 9 ringgit trong thẻ Touch and Go, không biết đủ đi không ha. Let's see. Không biết đâu có quầy bán có người. À đây có cái này, có cái quầy có người thì quầy để người ngồi làm việc thì chắc là có người. Không đủ thì nạp kẹt thôi. Bỏ xích bèo ra, về số, thả mo. Tới gần đó, xuống xe. Mình hơi bực cái cha nội đó. Mình xuống, mình vô cao tốc nữa các bạn. Đây là trạm thu phí Bukit Gambi. Đây là mình sắp đây. Giờ mình sẽ chạy lên cái cao tốc này. Lên đây là được dẫn cao tốc. Thì có một nhánh rẽ trái là về Malacca, Kuala Lumpur. Để phải Johor Bahru, mình sẽ đi về phía Johor Bahru. Mà nay không tới, chỉ đi một tầm 100 cây nữa để đến Kluang. Kluang á là đến một cái chỗ cắm trại trên ngọn đồi, mình có báo rồi. Đi tiếp đây. Xuống mình phải xuống xe đi qua ngồi bên đây mà ghê, cũng bóp kèn nữa. Nhìn đón Ấn Độ đúng thiệt, mặt Ấn Độ thiệt. Hai cha già. Đây lần đầu tiên bực mình bên Malaysia. Chưa gì hết, bữa xuống bỏ xe đi ha. Người ta kẹt xe, thấy người ta mấy xe kia chết máy cũng từ từ lách qua mà.
không biết cha nội chưa gì hết luôn, mới ấy cái thôi là bóp kèn nè, nó đang mới kẹt xe xong bực bội. Ghét cái thái độ, khinh cái tính cách, hận cái tâm hồn. Mua ít đồ ăn, tối nó ăn chơi. Wow, có xe, xe lớn luôn cả. Diesel bên đó các bạn, đổ dầu bên đó, còn xăng bên đây. Mấy chiếc này to quá, đợi chắc lâu nên đợi xe này cho nhanh. Ông kia ông vô ông đậu sát quá luôn. Đổi tài hả? Ủa? Chà, cha nội ông chạy ra chỗ khác rồi hả, đi tè. Đậu xe đó đi tè luôn mà ai vô đổ được. Bất lịch sự, nữa lại bực mình nữa. Lịch sự chạy xe đi, muốn đi đâu đi. Đó cây xăng đang kẹt quá trời, cứng ngắt luôn nè. Đi tè xong ra lấy cái cây gạt lao kiến nữa. Thiệt tình. Biết tranh thủ giờ cũng được. Ok, tạm tha. Rồi. Bên kia có tiệc lễ hội gì buôn bán đồ quá trời. Nhật rừng trời. Rồi ok, thanh bản Mercedes thời Bảo Đại. Rồi, đổ xăng nha. Có một cái dương miệng nhìn vui quá ta. Đây, vô luôn, trống xe kìa. Đó. Rồi, xe ở trong vòng là được ưu tiên. Rồi. Ngon lành. 10 cây nữa, 15 phút tới. Let's go. Mình sắp đến cái chỗ nghỉ đêm nay 2 cây số nữa. Để mình quay time lapse thêm cái này nữa. Nhưng mà 1 cây nữa là bắt đầu chạy lên dốc một chút các bạn. Không biết xe này lên được, không biết chất lượng đường thế nào, không thấy hình chụp giữa cái đường. Lên thì hy vọng là trời mây là đà thế này, sáng mai sẽ có biển mây ha. Tuyệt vời luôn. Chụp hình ở đây chơi 2-3 ngày cũng được, tuần cũng được. Nhưng mà lâu lâu lấy xe đạp chạy xuống mua đồ ăn. Lên nổi không bé ơi, thử coi. Này không lên nổi, mấy cái kia sao lên nổi. Rồi, bạn 360 sẽ có cái phước tịch chạy giữa cái đèo nhỏ, con dốc nhỏ đi lên trên. Đường khá xấu nha. Này mấy bạn chắc đi chơi Giáng sinh về nữa. Nay thứ hai chắc nghỉ thêm ngày rồi giờ mới về nữa. Mấy bạn này gầm thấp phải lo, mình gầm cao hơn. Lên nào. Đèn full. Wow, hơi bây giờ hơi gập gần đó nha. Hơi gập gần đó nha. Lên. Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Cây dựng thẳng đứng lên xíu nữa giờ nó xề xuống tiếp rồi. Tắt máy lạnh đi cho nó nhẹ bớt một xíu, nhẹ máy một xíu. Lên kia tráng nhựa khỏe luôn, không thành vấn đề. Ruffy Wolf, not this one. Tallulah Hill, mà mình đi vô chỗ Grand Hill Camping.
Ở đây cấm săn bắn có cái bảng kìa, no shooting, no trespassing. À, này không phải cấm săn bắn, này khu vực săn bắn, cấm xe khác đi. Ồ, cái này one way hả? Không, kia có cái cổng. Ồ, này là khu vực cho săn bắn hay gì nè, hay là trường bắn gì đó. Lên. Loan Hill Camping Campsite. À, cùng một chỗ trên đây. Thank you. Lên. Số 1. Tallulah bên phải. Còn cái camping kia bên trái đây. Loan Hill Camping. Lên. Đây, Loan Hill Campsite bên trái nè các bạn. Thank you. Để trái đây. Oh, học ra một chút nữa. Cây xệ xuống nữa rồi. Này phải bố trí cái cây giữ ở trên chứ giữ ngang ở dưới, đỡ dưới là nó xệ hết. Kia rồi. Đường khá dễ. Do chắc làm cho để siêu xe sedan, xe nhỏ gì cũng đi được hết. Bảng tiếng Hoa rồi, chủ người Hoa, giống cái bạn Lee Chin ở Penang. Cũng là người Hoa. Wow, đẹp quá ta. Lên trên nữa, sáng mai chắc ngắm biển mây đã luôn. Ồ, giống như cái chùa luôn rồi. Ồ, giống cái đình luôn rồi. Này phải lên số 1. Đây, Grand Hill Campsite. Lấy đà lên. Lên. Đây, Grand Hill Campsite. Wow, chọn một nơi cho mình thôi. Wow, này mấy cái thùng này sao mà để xe được ta? Hay là lên nữa? Chưa tới. Phòng nghỉ luôn kìa. Ồ, này để nhìn sao giống như là có ông nào đứng sau quay cho mình thấy đèn chớp đồ này nọ các thứ hết luôn nè. Lên một chút nữa. Lên cái đường này nữa, khu trên kia kìa. Còn đồi cao hơn nữa, view đẹp hơn nữa. Chà. Cái này hơi khó nha. Nhưng mà không gì làm khó được sốc. Mai trời mưa xuống hơi cực á. Ồ, dốc quá các bạn ơi, lên không nổi. Phải xuống lấy đà thử coi. Too steep. Ồ, đạp thắng trượt luôn. Phải kéo thêm thắng tay. Chết rồi. Nguy hiểm. Này, từ từ cái chừng nó trôi luôn à. Thả từ từ xuống.
Mày phía sau không có ai. Để coi được. Thank you.
thiệt các bạn. Nè, ghê này, mặc áo Oxalis luôn, xanh chuối, đồng hồ xanh chuối luôn, bao nổi. Giờ mình sẽ mình tới cái bãi trại rồi, nó tên là Kluang. Kluang là tên thành phố, Kluang Hill Camping, cái đồi, cái bãi cắm trại ở trên ngọn đồi của thành phố Kluang. Giờ mình sẽ ăn cơm, lâu quá không có nấu cơm. Đây, nồi cơm quen thuộc các bạn. Nói giờ sẵn nè. Này dùng tẩu ha. Nay mình lấy cái nồi EcoFlow. Mình có cái nồi 1000W EcoFlow với cái nồi 500W của Alina. Alina để sạc mấy đồ điện tử rồi. Mấy cái nấu nhiều thì lấy cái này. Dạ. Nấu nhiều nhiều xíu mai ăn sáng luôn, mai cơm ăn. Gạo của anh Chi Mac, gạo An Giang. Gạo An Giang, ủng hộ hàng Việt Nam. Cái nước mới mua chiều ở siêu thị, ở cây xăng Canh Tắc. Do một nước ha, gạo giờ cũng công nghệ cũng sạch rồi. Nồi dán sticker tùm lum luôn. Bác mình, bác Tư có cho cái nồi cơm của Hitachi của Nhật, nhưng mà to quá, với điện 220 các bạn. Này xài điện nồi 12V thôi, tiết kiệm điện hơn. Mốt bao giờ kiếm được bầu hai khẩu phần hai người thì đổi nồi lớn hơn. Vậy để lên trên. Xong cái tí chín để bỏ vô hầm có mồi xíu. Không thì xào có mồi lên. Tại nay chiều quên ghé siêu thị mà ghé cây xăng không có đồ ăn gì, mà định mua rau củ thịt đồ các kiểu mà không có, không có phải vô siêu thị lớn, quên mất cái hộp dưa tạm. Cơm chín rồi, bắt đầu lấy cái bếp ga ra đun cho nóng, bắt đầu xào cái này một xíu cho nó nóng, ăn cho nó ngon. Cơm chín lâu quá các bạn ơi, chắc là do đổ hơi nhiều gạo. Nằm ké cái giỏng của khu kem họ dựng sẵn nè, lấy làm của riêng luôn. Đây là bạn Sóc. Bên kia có một cái gia đình người gốc Hoa, hai ba chiếc xe hơi đang nấu ăn tối. Chị chủ đi đâu giờ này chưa về nữa, chắc đi nhậu rồi. Kệ, cứ dựng rồi, sáng mai tính tiền sao, đừng ở đây hai đêm lận. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ cái cá mòi vô đây. Đây, bỏ cá mòi vô để hầm cho nó nóng xíu ăn luôn, khỏi lấy cái bếp kia ra xào. Ups. Rồi, đóng nắp nha. Đây. Rồi, nhấn khúc cái nữa. Đây, cũng ok rồi các bạn, vừa ấm. Wow, cũng bốc khói rồi nè. Rồi, chuẩn bị ăn tối nha, mời các bạn ăn tối. Cơm chín rồi đây. Mình coi cái hũ đậu hôm qua nhưng mà nó bị hư rồi các bạn, quên đóng không có chặt nắp, phải ăn liền. Kệ, không sao, để có thêm đậu là hay. Đây,
đây rồi. Đây, đi quay singleton luôn nè. Rót ly luôn, nghe chưa? Nào có khách thì lấy ra cho nó lịch sự, còn giờ khỏi. Cái bàn hơi cao, bữa cái bàn hơi thấp, giờ bàn hơi cao, phải lấy cái gói lót vô đây, vừa êm mà vừa đủ luôn. Rồi. Bộ nồi titan, xới cơm lên cho nó tơi. Mai phải kiếm đồ ăn mua nấu ăn cho đàng hoàng cho nó xịn chứ mất công tao nói ông này chỉ biết mở mì gói với cá mồi sao, đúng không? Mang tiếng phượt thủ kỳ quá. Tương ớt vô, chinsu, sriracha ra đây luôn. Này, cơm với nước tương, tương ớt này, cái này xong. Ớt cái này cay hơn sriracha, cái này cũng là sriracha, cay ngon. Okay. Đó. Này, chấm tạm bước dùng với món nước đều được nè, cả hai đều công dụng giống nhau. Đó. Nhưng mà cái này thơm nồng hơn. Okay. Lại ít có rau sống, rau tươi. Thái cũng vậy, có Việt Nam mà ăn rau nhiều á. Mai mua đồ về nấu canh rồi bác, nấu canh chua. Nên ít chất xơ. Rồi mới có cảm giác như người Malai cũng dễ mập á, như là phụ nữ. Bữa cơm xa nhà. Nước đá hai ngày vẫn còn, cái bình xịn thiệt. Thì bỏ cái bình này đã tốt mà bỏ trong một cái bình giữ nhiệt, cái thùng giữ nhiệt. Ăn cơm, cá mồi, với uống whisky không có ai giống mình, thiệt tình. Đây rồi. Mười giờ rưỡi ăn tối. Đói bụng cả mát, ăn trôi cơm ghê. Để có tương xịn đó.
kê nồng luôn, đã quá. Phải biết nấu gói mì ha, làm canh một có không nên ăn nhiều với bún bự, bún bự sẵn rồi. Lấy bụng, lấy mì thanh long lần đầu tiên trong trái thanh tôm có mì thanh long, của lộn lần đầu tiên trong trong mì thanh tôm có trái thanh long. Đây, mời các bạn ăn mì thanh long này, không có quảng cáo nha, bạn tặng tài trợ cho mang theo. Ok, kêu ông chủ ông cột ông chó kêu ăn ngẳng khó chịu quá, tội nghiệp quá, không lẽ ra mở cho nó trời, ăn ngẳng cả đêm về sao ngủ. Bữa nay mình sẽ test luôn cái nệm hơi mới các bạn. Đây, kèm theo cái máy bơm hơi luôn, cái máy bơm hơi tự động. Đây là cái flex tail, cái tấm đệm, và cái máy bơm hơi nhỏ nhất thế giới. Cái đầu bơm đây, nó hay cái là vừa bơm mà vừa hút luôn nha. Bơm vô đây, còn khi mà muốn lấy hơi ra thì đổ qua đây, kê vô đây để hút ra cho nó nhanh. Cái đầu này dẻo để nó gắn được nhiều cái nè. Rồi cái này nguyên bộ của nó luôn. Có thể mua cái đầu vừa, cái nệm hơi khác, rồi cái đệm khác xài với cái đầu bơm này cũng được. Rồi mở ra. Cứng dữ trời. Đây. Lấy cái này bơm cho xuồng hơi đâu cũng được. Là bơm mấy trái banh. Nó có đèn pin luôn nè. Này là đèn pin nè. Đó, cũng sáng ghê. Rồi cái này là cổng sạc USB-C. Tay bị gì trầy nữa nè. Nhấn hai cái là bơm hơi. Bây giờ đầu dẻo để cho nó hết nè. Mình đổi tấm này về tấm kia nó không êm lắm, lớn rồi. Phải cái nào phải êm ngủ êm mới đã. Với lại nó tiếng diện tích quá. Cái này nó bị nhược điểm là phải sạc, nhưng mà được cái nó gọn nhẹ, nó nguyên một cái nắm tay như một cái túi ngủ thôi. Đây các bạn, lên đó. Đây, căng lên nó. Ra là vừa khích luôn, tính toán hay quá. Đó, đại khái vậy. Thêm xíu hơi nữa. Này, cái đầu dẻo nè, để vô đây. Nhấn hai cái là mở bơm. Rồi, cứng rồi đó. Để đây tạm, mở cái đèn lên cho sáng. Đây. Đó. Năm đốt xong, cái ổ, lấy cái mền xuống đó là xong. Đêm nay bao ấm nha, em vẫn đủ chỗ ngủ trong xe. Cái thùng đồ đem ra ngoài các bạn, tại vì cũng không lo mất, không lo ướt. Còn cái vali để trước, thường là mình để bên hông, bên góc, bên trái cái gói cam á, nhưng mà để đó luôn cho thoáng. Rồi, ngon lành cành đào, ngủ xe bữa đêm đầu, đêm thứ hai ghiền luôn, ngủ tiếp. 2 giờ sáng bắt đầu mưa rồi các bạn, cũng may là dọn dẹp thu xếp đồ hết rồi. Căng tấm tăng rồi gia cố lều bạc nó hết rồi. Đem đồ vô. Tí nữa sẽ mưa lớn. Mưa tới sáng luôn á.
Đây trên đỉnh đồi sợ không có căng là nó thổi bay hết. Hay quá vậy ta. Vừa chuẩn bị đi ngủ dọn xong là mưa. Chúc các bạn ngủ ngon. Không ôm em gái nào được thì ôm với ôm. Ngủ trên tấm nệm đã quá các bạn. Êm lưng quá nè. Tất cả đã xong. Có quạt rồi luôn nha. Good night mọi người. Nên các bạn mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng nè. Cảnh đẹp chưa? Wow. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Qua lâm râm chứ không có mưa các bạn. Vẫn khô ráo nhưng mà vẫn xếp đồ gọn lại nè. Không sao. Ngoài đẹp chưa? Đúng ra 5 giờ dậy ngắm biển mây nhưng mà 3 giờ mới ngủ. 3 giờ sáng mới ngủ và 12 giờ trưa dậy cũng như không. Hôm nay chắc ở chơi thêm 2 ngày quá. Sướng quá. Lâu lắm mới được lên núi nè, hợp mạng mình. Trời ơi, có bạn ở đây rồi, ở đây 1 tuần cũng được. Trời. Long dễ thương không? Cân xứng luôn à, hai bên nè. Ê, chó Malaysia nè các bạn. Hello, hello, hello. Yêu quá. Đợi xíu nha, pha cà phê cái đó. Trời ơi, bạn chó. Lăng tăng, lăng tăng, lăng tăng. Đây, cho bạn chó lên lên sóng luôn. Để mình quay cái camera xuống xíu. Rồi. Đắt theo luôn. Mì gói. Các bạn chơi nè các bạn, dễ thương chưa? Để mấy cái đồ rửa cho nó khô tiện quá các bạn. Này bằng nhựa nên lau cái là sạch, với nó kín nước. Quá hay khoai. Đây có những người bạn mới, đây mấy đứa nhỏ nãy cho mình đậu phộng nè. Hello à, chào Sơn Thảo. Đây mấy đứa nhỏ. Xin chào. Xin chào. Ồ, anh này biết nói tiếng Việt nè. Đây là Kluang Hill Campsite các bạn. Các bạn đến Kluang các bạn chạy đường bên đó lên đây, đây 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 5 km, xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây, đây từ đây bắt đầu chạy ngược lên 5 km là sẽ đến đó, thì sẽ đến chỗ này. Mọi người đang đến, có một gia đình người Malai cũng vừa mới đến kìa, chiếc xe Triton phía sau, đây sẽ rất đông vui. Giờ để mình trả tiền anh. Ok, trả tiền 3 đêm luôn cho vui. Nhỏ cho mình là gói vô khăn giấy nè, dễ thương quá ha. Yêu ghê. Kia đang dựng lều kìa các bạn, gió bắt đầu lên nữa kìa các bạn. Mát ra. Tối nay chắc đông vui nha. Mazda, Mazda. Mới bơm lại cái bánh các bạn. Bơm lên 3.0 như anh thợ hôm qua, cứng quá. Lên nó chạy 3.1, 3.2. Sợ nó không có bám đường, đặc biệt mấy đường nhỏ vậy. Mình lấy cái ống bơm, mình nối cái dây đồ tẩu vô đây. Cục này cần kéo cục này ra cũng được, nhưng mà dây đủ dài. Đây, tất cả 4 bánh đều đã là 2.8. Ok là đó, 2.8 nha. Còn ở đây do mình thay đổi vỏ Michelin thông số cao hơn rồi, nên lúc trước là 2.4, 2.7 nè. Đúng của nó là có tải là 1.8,
phía trước 180, phía sau 300. Front rear 180, nếu không tải, full tải là trước 200, sau 300. Nhưng mà xe mình chất đều nên cứ 2.8 hết. Với lại thông số lốp nó khác rồi. Đây này mình dán thêm hai cái bọt xốp vô nè. Đụng đầu vô mới đụng cái nữa. Để cái đèn để ngay đây nè các bạn, xe ra xe vô nè. Nó đụng cái sưng đầu luôn. Úi chà. Mới mưa lớn nữa rồi. Cái này là cái tấm bạc, tấm tăng của cái lều nè, che ở trên để che mưa, che tuyết, che nắng. Này lấy tận dụng làm che mưa luôn các bạn. Này lấy thêm một cái tấm này cũng được. Nhưng mà mốt thôi lấy cái tấm cái lều kính của ARB luôn để ngủ ở trong cho nó rộng, sinh hoạt không gian sinh hoạt ở trong luôn. Chứ mốt ra trời tuyết, gió mạnh thì ở này che nhiều cũng không ổn đâu. Mưa lớn quá các bạn. Tối trời luôn, may nãy em có đạp xe đi mua đồ ăn, chứ tí nhờ anh chủ đi ăn mua ké giúp quá. Căng thêm cái tấm này, tấm bạc của lều đỡ tạt. Này mốt mưa nhiều tuyết chắc phải lấy cái lều của ARB mà bao xung quanh luôn á, không về cũng tạt à, khó chịu lắm, nước nhiễu tùm lum rồi. Bạn đố các bạn biết mình đi đâu, đây là bãi trại đây, con dốc hôm qua mà bạn sóc leo cũng không nổi nè. Này là mình đi lấy đồ ăn, quên mất còn một option đó là lấy bút ráp, tại chỗ này cách trung tâm có khoảng 3-4 cây số thôi. Này làm nhớ cái đợt lên gần núi Đại Bình cắm trại mà bút trà sữa thử mà giao 10 ly mà vẫn ship lên tận nơi nha, off road đồ luôn, anh ráp ghê thiệt. Mà cái này địa chỉ ở đây không có trên bản đồ nên mình lấy cái chùa ở dưới á, với cho ảnh dễ tới hơn, dễ kiếm hơn, rồi chịu khó đi bộ xuống lấy. Con dốc hôm qua nè, rừng cỏ nè, quá trời luôn. Đây, đi xuống lấy đồ ăn các bạn. Hôm qua xe mình phải dè xuống tới dưới đây luôn để lấy đà, để đạp lên. Anh gọi rồi nè. Này ta gọi trong app coi tới nè. Sắp tới. Không bắt máy ta. Coi chừng chạy lộn vô chỗ Talubi camping ở dưới đây. Trời mưa vẫn đi giao mà phí cũng rẻ, đâu mấy chục ngàn, 30 ngàn, xong mình tiếp thêm 5 ringgit, tiếp thêm 25 ngàn, mưa gió tội nghiệp ảnh đi xa mất máy ta. Đi lộn ở dưới rồi, biết ngay mà. Cầm cây dù, mình có hai cây dù, cây lớn để cột vô xe hoặc là từ trong xe bước ra, còn cái này dù siêu gọn, xếp lại như cái điện thoại, bỏ trong ba lô. Mình chạy lên sao không coi vị trí, đúng vị trí đây là tới mà sao chạy anh kia vậy ta. Ở đây có cái xưởng gì nè. Bàn ghế quá trời này. Nhận làm tiệc hay gì đó. Ở đây có cầu thang xuống nè. Wow. Đi lấy đồ ăn cực ghê. Anh chàng này dở công nghệ quá, nhìn map chạy đúng vị trí tọa độ là được.
I say that I book here for you to find, but you go to that place, right? It's not alright. This campsite. Yeah, this campsite. So I walk down. I book here for easy. But you go to the cafe. Not correct. That's thank you. I give you tip already. Thank you, la. Oh, so tired. I see you go up again. I follow you, but yeah, no signal. Okay. Okay, thank you. Tired. Thanks, bro. Quá mà. Mình ở trên đó các bạn, mình book ở đây để anh chàng dễ kiếm mà lại chạy đâu tuốt xuống dưới. Nhiều người không biết coi bản đồ, tới đúng vị trí trên map là được. Rồi, ok, xong. Có phần đồ ăn nè, kêu món Thái. Mai có gì bút tiếp, nếu xiên thì chạy xe đạp xuống. Đây là cái chùa mình nói qua nè. Đó, cái chùa Tàu. Đây mấy cái tượng mới dán cái mặt từ Thiên Địa Thánh kìa. Này mở 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Cái chùa Tàu nè các bạn, nằm trên lưng núi, tượng dán mặt vô ha, chắc chưa được thỉnh vô. Hay sao đó, không rõ nữa. Nên chỉ có một anh giữ đây. Bản này để mình lấy Google Translate dịch có nghĩa là gì? Bạn nào biết comment dưới giúp mình. 68 ringgit vậy nè. Cuối cùng cũng lấy được đâu anh. Ngó cái chùa Tàu xíu. Hãy trở về xe. You having dinner? I booked the wrap. Wrap food. Nhà bạn Chép. Chép người Mã Lai các bạn. Từng sinh sống làm việc bên Perth, Tây Úc. Nó lấy vợ rồi. Hai đứa nhỏ dẫn đi xa coi Colombo. Nghỉ hè chứ không thích ở đông. Ước gì được đi nhưng mà lại lấy vợ rồi thôi. Ok. Thôi. Cũng tạnh mưa rồi. Lấy đồ ăn. Ok. Nè nha. Cắt tay dù vô. Mặt. Oops, sorry. Ok. Rồi. Ready for dinner. Để xem phần wrap của mình có gì nha. Đây là có cơm ghi làm cơm nasi china này. Chắc giống cơm chiên hả? Cơm chiên trứng. Và một phần tôm dâm. Cái gì tôm kêu tôm dâm mà. À tôm dâm. Đây. Lấy một cái tô rồi. Xong. Hãy đi rửa tiếp. Mình có một cái lớn hơn. Cái này hay để nấu mì. Còn cơm qua còn dư quên mất. Để tí cho mấy anh cháu ăn. Xịn quá các bạn ơi. Và dĩ nhiên không thể thiếu gì, chín su sa tế tôm. Mình thích chai này. Đó, lấy thêm một chai tương ớt nữa là ngon. Tuyệt vời nha, mời các bạn ăn tối. Chào các bạn, lại một ngày nữa ở bãi camping, ngày thứ ba rồi. Tối nay ngủ nó là đêm thứ ba. Giờ tranh thủ mình lại lấy cái máy lọc nước ra, mình lấy nước qua lấy chai nhỏ để uống. Này chai này để dự trữ. Chai này 3 lít hả? 5 lít. Mưa quá mưa các bạn.
tối qua mưa lớn lắm luôn, rỉ rả vậy hoài. Mai về Johor Bahru thôi, chuẩn bị coi làm thủ tục qua Singapore chứ cũng sắp năm mới rồi. Đây nè các bạn, nhanh ha, nãy giờ chắc khoảng 7 phút. Đây, nước vô đây, trong đây có một cái đầu lọc, đầu lọc nhỏ, đầu lọc kiểu thứ cấp đi. Đây, cái chân nó dính vào đó luôn đó, đầu lọc trong đây, nó vô đây, vô bình này, thêm đầu lọc trong đây, rồi ra đây. Going on adventure, yay. Yêu ghê không? Mấy má con nói kìa. Rồi, xong việc rồi các bạn. Giờ đổ miếng nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm. Giờ nghỉ ngơi, xem vlog mới e anh chút, xem lại. Đó. Xong khoảng 11 giờ làm hết việc nạp ảnh, ghi âm, recording các kiểu. Là một chai, là một ít singleton. Đây có trầm hương nè, của anh bên anh Đức, bên trầm hương Đức Trinh ngoài Hà Nội tặng. Cây này không được đẹp lắm, lấy cây này đẹp hơn. Mình cũng không có tin chuyện tâm linh lắm, nhưng mà ai biết được, rất khách quê người. Đốt cho nó ấm mùi cũng dễ chịu. Đây, với lại cho nó chống mũi luôn các bạn. Đây, nó đen đây, cũng khô ráo.
Rồi, xong. Đây có nhân sâm của anh Thuần Võ, trùm chụp chim Việt Nam cho nè. Nãy uống viên rồi, cho nó thêm sức khỏe. Nhưng mà lo mới lên, này có lo mới nè. Màu sắc tá lả luôn đó. Chớp nháy theo nhạc luôn. Cho nó chiêu chiêu. Đây. Rồi nằm trên cái ghế này. Ghế này ngã chân thẳng ra nè. Nằm chiêu chiêu. Ghế này ngã ra thẳng đã quá. Nếu có võng thì nằm trên võng. Còn không nằm ghế này, vừa ngồi vừa nằm luôn các bạn. Đây. Nằm đây ngủ luôn cũng được. Đó, ngã thẳng chân ra. Tuyệt vời. Gần như là chân ái, chỉ cần gọn nhẹ chắc chắn hơn chút là được. Đêm lại mưa y đùng tiếp. Mai chiều có che chắn chỉ rồi nè. Thập diện mai phục luôn. Quá trời quá đất luôn. Quá mệt luôn các bạn. Đúng là phải căng mặt này, nhưng mà kiểu mình để có view cho nó đẹp. Chứ này mặt phía đông bắc nè. Che bên đây nó mới đúng, nhưng mà cái tấm này cũng đỡ ha. Nè có sương mù một xíu. Không biết sáng mai có sương mù không. Trong livestream cái anh Như anh chủ bãi kem ở đây, cái nói anh Race là người làm ở đây cho mình cái hộp bánh 10 ringgit. Thu 3 đêm 60 ringgit. Cho hộp bánh hết 10 ringgit rồi. Bánh cà phê các bạn, đã ghê. Cảm ơn lòng tốt của các bạn. Đi một vòng số hưởng ghê. Các bạn ơi, đang loay hoay dọn đồ. Bên lều bên kia mấy anh chị cho xúc xích, thịt nướng nè. Bánh mì nè, nước chấm luôn đó. Gia đình bên đó các bạn đang ăn cái mấy đứa nhỏ. Yêu quá yêu, số hưởng. Cảm ơn người Malaysia rất nhiều. Thân thiện quá các bạn. Hàng xóm tặng đồ ăn, số hưởng, lộc ăn, lộc ăn. Ăn nè các bạn. Mì, lạp xưởng, xúc xích. Này là nước chấm truyền thống của họ nè. Mình cũng thử thêm, lấy thêm chai chin su này cho thêm vị nồng, mang hương vị Việt Nam đi khắp thế giới. Mời các bạn ăn sáng mà thực ra là ăn trưa luôn. Lộc ăn quá, lộc ăn quá. Ăn rồi dọn đồ đi, mất công mưa nữa là đuối. Dọn hết rồi, chỉ còn để cái ghế ngồi. Hết mưa rồi cuốn tóc tăng là xong các bạn. Vừa kẹp mưa lớn nữa rồi. Quá mệt luôn. Mưa quá mưa. Mưa về chắc có lại thêm đêm nữa quá. Rồi thu dọn xong lại mưa tiếp các bạn. Bên kia gia đình người Malai cho đồ ăn mình kìa, với tặng lại mấy cái móc khóa. Mọi người cũng đèn che mưa rồi. Mưa cứ về hoài đợi không giờ biết mới xong. Nên cứ kệ. Đi thôi chứ biết sao giờ. Rồi lên đường nha bạn Sóc. Mới có chiếc box tới nè, gặp bồ tây người nữ chắc gốc Hoa. Lên cái bãi kem bên kia. Giờ lên đường thôi.
bạn cuối cùng cũng rời khỏi khu campsite. Thì sau một hồi loay hoay dựng hai cái GoPro cho nhiều cái góc khác nhau, rồi cái 360 thì cũng ra được tới đường nhựa. Và bây giờ mình không có trở về Cô Loan mà đi cái đường nhỏ này về tiếp cái thành phố tên là Johor Bahru. Johor Bahru là sát Singapore nhưng mà đêm nay không ngủ Johor Bahru nữa, ngủ cách đó khoảng 30 cây số ở thành phố tên là Kulai. Để ngày mai ghé cái thác chơi rồi đi cái Legoland là mình muốn tới nhiều lần rồi nhưng mà lần nào đi cũng miss hết. Tại cũng thích Lego, trở về tuổi thơ một chút. Rồi, lên đường tiếp nha bạn Sóc ơi, giỏi quá. Sao mấy ngày đổ máy vẫn còn good, đóng lại không có bị ồn gió, vẫn nổ máy tốt, rồi điện áp vẫn ngon. Tiếp tục hành trình. Đó, cái vlog này là chỉ có 3 ngày cắm trại thôi các bạn, loay hoay một chỗ. Cây cối hai bên xanh mướt. Nãy có một anh bạn người Hà Lan với bạn gái người chắc người Malai gốc Hoa cũng từng tới Iran rồi, thấy mình đi chơi thích lắm, rồi có gia đình bên kia nãy thấy mình xe mình dừng hỏi mày có sao không, cần tao giúp không, nhưng mà gia đình mà nãy cho mình cái hộp cơm hồi sáng á thì nhưng mà nói là hôm tao chỉnh lại mấy cái GoPro quay phim thôi, xong rồi tiếp tục. Dễ thương ghê, mọi người thật là nice, mấy yêu Malaysia, let's go. Mấy xe nó bị kẹt sau chiếc xe tải lớn á. Mấy bạn sao không vượt mình đi để vượt xe tải luôn, chạy sau lưng hoài. Mưa này giảm tốc độ rồi, nay mình xì bánh xuống còn 2.8 này nè, bây giờ chạy cái nó lên 2.9 chứ bơm 3 chấm rồi lên 3.1, 3.2 nguy hiểm quá, cứng nặng dễ trượt. Đúng rồi, qua đi bạn ơi, hợp lý. Mưa này mở đèn lên người ta thấy. Ở bao nhiêu ngày nữa cũng mưa, tại đang mùa monsoon. Malaysia chỉ có Sài Gòn thì có hai mùa, mùa nóng và mùa rất nóng. Malaysia thì có hai mùa, mùa mưa nhiều và mùa mưa ít. Chỉ có tháng 7, tháng 8 là đỡ mưa. Tại như là từ tháng 3 đến tháng 10 á, là mùa monsoon, mùa mưa Tây Nam. Còn từ tháng 10 đến tháng 4 á, là mùa monsoon với mùa Đông Bắc. Cuối cùng giáp dòng hết là hết quanh năm mưa suốt. Chỉ có tháng 7, tháng 8 là bữa mà cuộc thi Rimbarret á là nó đỡ mưa thôi, còn lại là mưa xối xả hết thế này. Wow, mưa lớn luôn rồi, quá mệt. Đã phía trước trống là nhường cho mấy bạn phía sau qua. Mưa khủng khiếp luôn. Rồi qua đi bạn ơi, chậm chậm lại, chạy sát vô, xi nhan trái, nhường cho mấy bạn qua. Qua luôn xe máy ơi. Ok. Gió mạnh nữa ta. Này trời mưa mình bật qua lấy gió ngoài nè, để nó đỡ bị sương mù ở trong. Tại gió nó, nhiệt độ nó tương đồng hơn, nó luân chuyển không khí tốt hơn. Nhiệt độ trong xe đang là, ngoài trời đang là 25 độ các bạn, trong xe là 21 độ C. Mưa vậy mà liên tục mà trời vẫn 25 độ ha. Đó, bớt bớt mưa rồi đó, cứ vậy hoài cho đến hết năm, cho đến năm sau, đầu năm sau, tháng 3, tháng 4 năm sau luôn. Sáng chớm được mặt trời, phơi vừa được khô được mấy cái tấm bạc cái là mưa tiếp, tấm tăng giờ ướt nhẹp luôn rồi. Bây giờ đây mình rẽ trái rồi rẽ phải cái tới khách sạn rồi, nay phải kiếm chỗ ngủ để có wifi gửi sọt làm việc. 3 ngày rồi không có wifi, còn là xài 3G không, tốn tiền quá. Lại bút trơ loca tiếp, lấy voucher 300 ngàn ra xài. Cái phòng này đâu khoảng 5 xị, 400 mấy. Nếu lấy 5 voucher 500 thì sẽ mất 1 xị uổng, nên thôi bỏ tiền túi thêm 2 xị, thêm xị để còn 400.
tới rồi, giờ là xong đó hôm nay. Ta-da. Đúc đầu vô thì nó sẽ hơi cực xíu à, nhưng mà được cái nó quay mặt vô thì quan trọng là ở đây nè, khách sạn nó coi giúp, còn đưa cái đầu ra nhiều khi người ta đập kiến không biết. Để coi còn chỗ đúc đầu vô không nha. Rồi, kiếm cái khách sạn đâu rồi. À kìa, Hanuka kìa. Rồi, tới rồi. Hanuka kìa. Có vẻ full hết rồi. Chỗ kia cho người khuyết tật. Ok, vậy thì mình chen vô đây, đút cái đầu vô đây. Có cái cây không? Không. Ok. Hơi lố một xíu. Dè lại xíu. Chưa lọt luôn. Vô. Ok. Rồi, ngon lành. Ngon lành cành đào bạn ơi. Ngon lành cành đào. Có kiến trước luôn.